Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 13 tháng 6 cho biết vũ khí hạt nhân chiến lược của Nga sẽ được triển khai trên thực tế ở lãnh thổ Belarus trong vài ngày nữa, và nếu cần, ông cũng có cơ sở để chứa tên lửa tầm xa. Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Lukashenko nói vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ được triển khai trên khắp Belarus. Mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có những gì chúng tôi yêu cầu trong vài ngày tới, và thậm chí nhiều hơn một chút. Tổng thống Belarus lưu ý rằng việc triển khai vũ khí hạt nhân sẽ đóng vai trò ngăn chặn những mối đe dọa từ bên ngoài. Đó là yêu cầu của tôi, không phải Nga đã áp đặt lên tôi. Tại sao? Bởi vì chưa từng có ai trên thế giới gây chiến với một cường quốc hạt nhân, và tôi không muốn bất kỳ ai gây chiến với chúng tôi. Cùng ngày 13 tháng 6, hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova rằng trong bối cảnh phương Tây hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga, Moscow có quyền thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo an ninh cho mình và đồng minh. Bà nhấn mạnh rằng không giống như các nước tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, sự hợp tác giữa Nga và Belarus trong lĩnh vực hạt nhân đang được phát triển trong nhà nước liên minh Nga và Belarus, nơi có lãnh thổ chung và học thuyết quân sự chung. Trước đó, phát biểu tại cuộc gặp với ông Lukashenko ở thành phố Sochi, nước Nga ngày 9 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow sẽ giữ quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến thuật và dự kiến bắt đầu triển khai chúng ở Belarus sau khi các cơ sở lưu trữ đặc biệt sẵn sàng đưa vào hoạt động ngày 7 đến ngày 8 tháng 7. Động thái của Nga và Belarus đang được Mỹ và các đồng minh theo dõi chặt chẽ. Washington đã chỉ trích quyết định của ông Putin, nhưng nói rằng Mỹ không có ý định thay đổi lập trường về vũ khí hạt nhân chiến lược và không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga chuẩn bị sử dụng loại vũ khí này. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.